ơi, đi Mỹ Định con đi đầu lại Lê Lợi với Nguyễn Văn Nghi nè, hướng về Bà Chiểu à. Ngày xưa mở đi đường này đây cầu hang, mình xuống thấy đường xe lửa đó. Rồi đây là đường Lê Quang Định, phường 1. Phải là đi công viên Gia Định đó, được cái là đi Bình Triệu về Lưu Hạnh hay
từ nơi Càng Long lên Quận. Bên phải là bệnh viện Gia Định, bên trái là bệnh viện Ung Bướu. Gia Định đó vậy, cái góc thành này còn giữ y như xưa nè, chứng tích cho thành bát quái của thời Tổng trấn Lê Văn Việt đó vậy, nhà Nguyễn đó. Đây bên tay trái là lăng ông Lê Văn Việt nè. Hôm rồi tôi có clip quay ở trong quý vị, lục lại mấy clip cũ sẽ chi tiết ở trong quý vị. Bên phải này ngày xưa tôi không nhớ là gì, nhưng mà bây giờ nó là trường trường cán bộ thành phố đó, quý vị đào tạo cán bộ đó. Rồi bên tay trái đây là hôm bữa tôi cũng có vô trong này rồi ha, là đi vô chợ Bà Chiểu đó. Rồi phải là siêu thị cô ốc. Nhà ở khu vực này vô nhìn đỡ nhớ nha. Đây là trường Võ Thị Sáu, ngày xưa là tên trường gì? Đối diện là bệnh viện Bình Thạnh là cái gì? Chắc ngày xưa cũng là bệnh viện ở đây ha. Đó, vậy là nãy giờ quý vị đi từ Gò Vấp qua Bình Thạnh. Rồi đi vô quận 1. Đây là những con đường mà đường rất xưa quý vị. Đường Tân Định đi qua Lăng Ông Bà Chiểu Gia Định chơi đi đường này ha. Thì sẽ rất nhiều kỷ niệm đưa cái cầu này ha, nhìn xuống thấy con rạch chị ngàn làm cái bờ tường cao quá không thấy cái gì. Và đây là khu đa cao cái gì.
Trần Quang Khải. Đường Hiền Vương. Bây giờ là Võ Thị Sáu à. Đây là hướng lên nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi nữa vậy. Giờ tôi sẽ quẹo qua đường Mạc Đỉnh Chi nè. Rồi bên phải quý vị, đường một chiều đi xuống đó là đường Phan Thanh Giản. Rồi đây đường Mạc Đỉnh Chi nè quý vị. Quận 1 nha. Thank you. See you. Vậy.